Quỳnh Hương xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với chương trình Góc nhìn cuộc sống qua nhân số học, một dự án truyền cảm hứng sống tích cực và tốt đẹp của nhà Magui Inspiration. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng đến với một cái trường hợp tương đối đặc biệt, bởi vì cái thư của cô không có dài, mà thật ra cũng không phải là cái thư mà là một cái lời nhờ để tư vấn. Thì một ngày thì chúng mình nhận được rất là nhiều những cái lời tư vấn, và những cái nào mà nó đã có sẵn rồi thì ekip sẽ mời mọi người vào trong cái tập đó để xem lại. Tuy vậy, cái trường hợp này Quỳnh Hương thấy nó tương đối đặc biệt và đáng để cho chúng ta cùng nhau phân tích để tham khảo chung. Thì Quỳnh Hương xin phép được chia sẻ với mọi người ha. Bạn nói: chị ơi, em là một giáo viên của một trường cấp 3 ở Biên Hòa, Đồng Nai. Em có hai bé trai. Bé đầu sinh ngày 1 tháng 12 năm 2010. Đây, bé đầu sinh ngày 1 tháng 12 năm 2010. Rồi, có tên là như vậy. Mà trong đó, trong đó cái tên của bé, cái tên gốc ở đây nó sẽ là 158. Rồi, cái tên phụ sẽ là 8, 3, 1, 5 và 7. Và bé trai thứ hai ngày 9 tháng 6 năm 2017. Đây là bé trai 1 ha. Bé trai 1. Bé trai 2. Sinh ngày 9 tháng 6 năm 2017. Có cái tên là như vậy. Tức là cái tên cũng giống như tên của anh ở bên kia, cái tên chính á, thì cũng giống. Tên lót là khác. 5, 8, 1 và 2. Rồi, tiếp theo nè. Nhờ các bài của chị mà em có thể biết được là con số chủ đạo của cả hai đứa nhỏ nhà em đều là con số 7. Cộng ra là 7. Cộng hết mấy này ra là đều 7. Rồi, em có phần lo lắng nhưng cũng cố gắng bù đắp để mong các con có một bài thi đỡ khó đi phần nào. Thôi không sao, là bởi vì các bạn nhỏ mà có con số chủ đạo là số 7 thì thường tụi nó thích nhúng mình vào trong trải nghiệm thôi, chứ cũng đâu có gì đến nỗi hen. Tức là tụi nhỏ nó sẽ ít chịu nghe lời khuyên mà thích tự mình nhúng mình vào trong trải nghiệm để qua đó trưởng thành. Nhưng chị ơi, mấy hôm trước em mới tình cờ tính thử ngày sinh của mẹ em thì mới thấy sao giống ngày sinh của bé thứ hai quá. Mẹ em sinh ngày 6 tháng 6 năm 1957 và con số chủ đạo là 7 và cũng có con số 7 trong ngày sinh. Mẹ em mất năm 2001 trong một tai nạn giao thông. Mẹ mất mà em không kịp nhìn mặt cũng không kịp nói lời nào. Em sợ lắm chị ơi, chị có thể cho em một lời khuyên được hay không? Thì Quỳnh Hương nói là muốn mà để tìm hiểu được á, thì mình sẽ phải thử vẽ ra biểu đồ của bà ngoại và của các bé. Thì mình coi thử biểu đồ của bà ngoại của các bé nha. Ngày 6 tháng 6 1957. Ở đây em này nói là nó tương tự, vậy thì mình cũng phải coi cái biểu đồ. Coi cái biểu đồ của con, của bé trai thứ hai ngày 9 tháng 6 năm 2017. Thì nó giống gì? Nó giống ở đây là có 6, 9, 1 và số 7. Thì ở bà ngoại đó là một con số 7 nằm ở đây. Ở cháu đó là con số 7 mà nằm ở thế cô lập. Ha. Thì nếu mà phân tích như vậy thì chúng ta thấy là cái con số 7 này khi mà nó nằm ở thế cô lập thì nó biểu thị cho một cái bài thi tương đối là mạnh, tương đối khắc nghiệt, hoặc là bài thi sẽ được lặp lại nhiều lần. Vậy thì để mà tìm hiểu rõ hơn thì Quỳnh Hương ghi nhận lại cái ngày mà bà ngoại mất là vào năm 2001 ha. Và Quỳnh Hương có vẽ thử cái biểu đồ ngày gọi là cái trục 4 đỉnh cao thì của bà là như thế này. Bà có cái ngày 6, tháng 6, ngày 6, 1 chính là 10, 15, 15, 15 với 7 là 22, 2 với 2 thành 4. Thì cái đỉnh cao của bà sẽ là 6 với 6, 12, 1 với 2 là 3, 6 với 4 là 10, là 1, 3 với 1 là 4 và 6 với 4 là 10. Thì cái muốn biết là cái chuyện này nó xảy ra vào năm mấy á, thì mình sẽ tính PY của cái năm đó, năm cá nhân của 2001 của bà là 2 với 1 sẽ là 3, 3 cộng với 6 cộng với 6 thì bằng là 3 với 6 là 9, 9 với 6 15, 1 với 5 là 6. Các bạn sẽ nhớ là năm thứ 6 cũng là năm cũng tương đối thuận lợi. Thì vì sao lại có thể xảy ra một cái chuyện như vậy? Quỳnh Hương có hỏi thêm, nhờ các bạn admin liên lạc lại và hỏi thêm về tên của bà ngoại và cái chính xác thời gian trong năm 2001 mà bà ngoại bị qua đời. Thì tên của bà ngoại thì như thế này: 3 đúng rồi, 8 và 1, 3. Thì các bạn sẽ điền vào trong đây như thế nào ha? 4, 7, 3, 8, 1, 3. Ở đây chúng ta cũng sẽ thấy là bà có một cái mũi tên nhạy tâm linh, có hai con số 7, có khá nhiều những cái biểu đồ. Và đặc biệt là khi mà người mẹ này cung cấp lại cái ngày, cái tháng mà bà mất, thì bà mất vào tháng 8 năm 2001. Thì chúng ta nhớ lại rằng là cái năm thứ 6 thực sự nó đã tới ngày 30 tháng 9 là nó đã hết cái gọi là cái hạn 100% của nó, để bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 là nó qua cái khúc giao thời để bước vào năm thứ 7. Thì thầy David ở trong cái cuốn The Complete Book of Numerology cũng có nói rằng là nó nằm trong cái chặng đường đó, chứ còn mà từng cái thời điểm xảy ra có thể gia giảm từng tháng hay chút đỉnh. Thì ở đây bà mất vào cuối tháng 8, có nghĩa là nó đã dần đi vào trong cái giai đoạn của khúc giao thời để bước sang cái năm thứ 7. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy là năm đó, năm 2001, bà sinh năm 1957, thì tới năm 2001 là bà sẽ... Lúc đó là bà bao nhiêu tuổi ạ? 57, 67, 77, 87, 97 và 97 và 2001 là bà được 44 tuổi. Và mình kiểm tra lại một lần nữa các cái đỉnh cao trong cuộc đời bà. Bà có con số chủ đạo là con số 7, thì lấy 36 trừ 7 còn 29, thì cái đỉnh cao đầu tiên của bà là 29. Cái đỉnh cao số thứ hai của bà là năm 38, và bà đang ở chặng này để đi đến cái đỉnh cao thứ ba là 47 tuổi. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ nhìn qua trong cái biểu đồ này ha. Chúng ta sẽ nhìn để chúng ta sẽ thấy là tên của em bé như thế này thì mình sẽ điền vô như thế nào? Mình sẽ điền vô như thế nào đây? 5 8 1 2 1 5 8. Các bạn sẽ thấy rất là rõ ở đây hai gọi là mũi tên kép của 22 55 88, một cái mũi tên mà Quỳnh Hương nhìn ra từ những cái nghiên cứu của Quỳnh Hương ở Việt với các cái người Việt Nam mình ấy. Thì nó không chỉ là cái chuyện gọi là cân bằng cảm xúc giống như thầy David nói trong cuốn sách gốc, mà nó còn là một cái sự gọi là cần thiết phải thức dậy cái phần thức ẩn sâu ở trong con người của mình. Mà ở đây cái phần này nó được thể hiện một cách rất là rõ nét qua mũi tên kép 225588. Đây thực sự là một cái tín hiệu để nhắc cho người mẹ, để cho em được gọi là làm sao đó được tiếp cận, được gắn liền với lại cái phần tâm thức càng sớm càng tốt ha, ở đây. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua tiếp cái trường hợp của cậu bé Anh để tham khảo thôi. 1, 1, 2, 2, 1, 0. Thì các bạn sẽ thấy là cậu bé Anh nó hoàn toàn trống, nhiều mũi tên. Rồi. Mà ở trong đó thầy David có nói những mũi tên trống đôi khi nó, những con số zero đôi khi nó hàm chứa vô lượng, rất là nhiều những cái tiềm năng còn ẩn. Mình ấn thêm vô những cái tên của con ở đây, cái tên tương ứng 8, 3, 1, 5, 7, 1, 5, 8. Bạn thấy điều gì xảy ra? Bạn có thấy lạ không? Nó lại là một sự nhắc lại. Một mũi tên kép 258 rất là rõ. Ở đây khi mà điền cái tên của cậu bé này vào thì con sẽ dư nhiều số 1 ha. Thì đều có thể nói là mình cũng sẽ hướng dẫn con gọi là sống nhẹ nhàng lại bớt để không có bị cái tôi của mình làm cho mình tự gây khổ ở những người có quá nhiều những con số 1. Khi bây giờ Quỳnh Hương bắt đầu mới đi tìm hiểu thêm về người mẹ. Người mẹ có ngày sinh là 6 tháng 7 1985. Thì con số chủ đạo của em sẽ là 6 với 7 13, 13 với 10 là 23, 23 với 8, 23 với 8 là 31, 31 với 5 là 36, 3 cộng 6 là 9. Cái con số chủ đạo của người số 9 rất là rõ, đó là một cái đường đi rất là cụ thể để hướng về mặt xã hội nhân văn, và có chỉ số tâm linh cũng khá là cao để hướng về cái sự gọi là kết nối về tâm thức ha. Thì ở đây có một con số 6, một con số 7, 1, 9 và 8, 5. Rồi. Khi mà đặt cái tên của em vô nha, tên của em nè. 2, 28 no. 1, 5, thêm một cái nữa 8, 2, 8, 1, 5, 8, 2, 9, 3, 3. Mình gắn thử tên của mẹ vô nha. 2, 8, 1, 5, 8, 2, 9, 3, 3. Chúng ta thấy gì? Ở đây nó dày ra thêm rất là nhiều, dày ra thêm rất là nhiều những cái mũi tên mà Quỳnh Hương sẽ không phân tích chi tiết, bởi vì những cái đó thì các bạn sẽ tự phân tích được rồi. Ở đây Quỳnh Hương nhìn thấy cái này, các bạn có thấy không? Vậy thì bởi vì bạn đặt câu hỏi với Quỳnh Hương là liệu có cái gì hay không, em bị sợ, thì Quỳnh Hương nói với bạn rằng khi chúng ta có cái duyên để nhìn ra trước một số những tín hiệu thì chúng ta đừng sợ. Bởi vì khi chúng ta đã nhìn ra được cái bài thi rồi thì bài thi đó nó không nhất thiết phải tới đâu, và chúng ta đã có cách giải rồi. Thì ở đây cả mẹ nè, cả em anh trai, cả em trai đều có một cái trục, gọi là trục tinh thần, trục tâm hồn, trục kết nối và gọi là đánh thức cái phần tâm thức rất là rõ nét, đều là những cái mũi tên kép rất là dày. Vậy thì mẹ ơi, cái việc mẹ nên làm nếu mà mẹ muốn để yên tâm chỉ là làm sao để cho các con sống được trong một cái sự đầy đặn về mặt tâm thức, tức là không đừng chỉ nuôi dạy các con như là những đứa trẻ bình thường. Mình có thể cho các con đến chùa hoặc đến nhà thờ, rồi mình có thể cùng nhau niệm Phật, lạy kinh, rồi sám hối. Rồi mình có thể, nếu mà bạn là người bên đạo Thiên Chúa thì bạn có thể đi nhà thờ thường xuyên. Nói chung khi cái trục này ở cả ba mẹ con đều rất là rõ, và chúng ta có một cái gọi là tự nhiên mẹ nghĩ ra thôi, chứ Quỳnh Hương không nghĩ là con giống như vậy thì sẽ diễn ra như vậy. Nhưng nếu mà bạn đã có cái trực giác về điều đó thì mình sẽ làm hết tất cả để cho mình không phải lo nữa. Và Quỳnh Hương cũng tin chắc rằng một khi mà cả ba mẹ con và thậm chí cả gia đình mình có một cái sự kết nối và giao phó cho ơn trên, em có thể gửi gắm tín thác các con cho mẹ Quan Thế Âm chẳng hạn, rồi em tập cho con đọc những cái niệm, những cái câu Phật ngắn, hoặc là đọc những cái bài kinh ngắn, đọc chú Đại Bi, hay là chú Dược Sư, hay là Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú, vân vân. Những cái bài đó trẻ con bây giờ thì các bạn cũng chưa có tập nhiều, nhưng mà các bạn mà có duyên với Phật Pháp thì các bạn thuộc rất là nhanh. Em tin nhà Quỳnh Hương thì cách đây một năm còn chưa thuộc nữa, nhưng mà mẹ Quỳnh đã tập cho em học thuộc cái bài chú Đại Bi để em có thể đọc trong những ngày tháng xa nhà, và em thuộc rất nhanh. Và nói thiệt, khi mà em đọc thuộc rồi, Quỳnh Hương khuyến khích em đọc mỗi ngày và Quỳnh Hương rất là yên tâm luôn á. Nó giống như là một cái sự xây gạch xung quanh con mình để con mình mỗi một ngày được bảo vệ, chắc ăn hơn mà thôi. Và Quỳnh Hương nói ở đây rất là nhiều các bậc phụ huynh khác có thể cũng đang xem chương trình, cũng đừng có lo lắng. Quỳnh Hương đã nói rồi là một số các cái vị phụ huynh ta nói đọc tới những cái bài phân tích về nhân số học bị sợ lên, xong nói chị ơi, trời em sợ quá, em sợ quá. Con em tới 4 số 2 lần, trời ơi, nó ở nhà, bây giờ nó đang rất là vui khỏe, nó đang rất là yêu đời. Mà em thấy tương lai nó vậy thôi, em cho nó đi tu luôn được không? Trời đất ơi, sao kỳ vậy? Mình hiểu biết để mình không sợ hãi, chứ không phải là mình hiểu biết để mình hù mình, để cho mình sợ hãi các bạn ơi. Mình phải hiểu là chỉ cần mình biết ta rồi, là mình biết cái cách mà gọi là hóa giải bằng nhiều cách, thì cuộc sống của chúng ta sẽ được tốt đẹp thôi. Còn cái việc Quỳnh Hương không khuyến khích các bậc bố mẹ chủ động đưa con vô chùa tu, bởi vì đó là quyền của nó. Nó phải lớn lên, nó phải tự động, nó hiểu thì nó mới quyết định nó làm gì là cái chuyện của cuộc đời nó. Bố mẹ không được quyền quyết định thay cho nó. Việc bạn có thể làm có thể là thường xuyên dẫn con đi vào chùa, ngồi nghe kinh kệ cho con nghe được những cái lời lành, lời Phật, tiếng kinh, để cho con thấm nhuần cái sự hiền lành của Phật Pháp. Rồi có thể cuộc đời của con nó sẽ hướng thế nào không cần biết, sau này cuộc đời con đi đó là do con quyết định, mình đừng tự tiện quyết định thay cho con bạn nghe. Khi mà chúng ta đã có cái duyên nhìn rõ được cái bức tranh như vậy, nhìn rõ được những cái tín hiệu đã nhắc nhớ chúng ta kết nối về phía phần tâm thức, thì các bạn chỉ việc gọi là tiếp cận chủ động sớm với cái vấn đề về tâm linh, hoặc là mình làm thêm được thật là nhiều những cái việc làm thiện lành. Chúng ta sẽ giáo dục cho con mình thật sự là buông bỏ hết những cái chuyện tham sân si từ bé luôn, và làm được thật nhiều điều tốt, giúp đỡ mọi người thiệt là nhiều, thì Quỳnh Hương nghĩ là mọi điều thiện lành và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con của chúng ta dài lâu thôi. Cả nhà mình đừng quá lo sợ hen. Chúc cho cả nhà an yên, và Quỳnh Hương rất là mong sẽ cùng nhau gắn bó với tất cả các bạn qua rất nhiều những câu chuyện, góc nhìn cuộc sống khác nhau nữa, để cho chúng ta có thêm một niềm tin vững chắc rằng chỉ cần chúng ta hiểu đủ đúng về những cái góc cạnh mà nhân số học đem đến, thì cho dù cuộc sống cho bạn một cái thửa ruộng thế nào, bạn đều có thể cày xới lại, vun đắp, bón phân, tưới cây, để cuối cùng một cái khu vườn rộn tiếng chim và nhiều hoa trái ngọt sẽ đến trong cuộc đời của chúng ta. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.